Cả nhà thân mến, hôm nay mình lại tiếp tục đi lục lại cái khu rừng rừng này nha. Cái khu này mình đi là cái khu mới bị cháy hết rồi cả nhà. Đó, nếu nó không cháy thì hơi bị khá nhiều. Ở mình thì cứ mùa thì nó không có chôn tập trung nhiều như cái khu cả nhà. Bữa nào có mùa có mã cả nhà. Đất của mình nó rộng lắm, cho nên là không phải như thành phố người ta có quy hoạch hẳn hoi cái gì rồi chỗ quê mình người ta chỗ nào cũng chôn được cả nhà. Đó, cứ chỗ nào trống là chôn thôi. Khu này trước kia mình nghĩ nó bị nhiều người đi lại rồi mình nó đốt cháy hết mất rồi. Đó, nguyên cái khu này rộng cả 5-7 hecta gì hơn luôn, mình nghĩ là hơn luôn, tích trong kia mà ta đốt cháy giờ cây nó mọc lên lại thôi. Đây đây nha, trời rất là nắng luôn. Đó, bây giờ mình chưa đi vô mấy cái bờ rào mình tìm thôi chứ ở ngoài nó cháy hết rồi. Đó, mình phải đi vô cái bờ rào này. Đó, có những cây gai rất là đẹp cả nha. Gai này người ta cũng làm thuốc hay lắm thôi, làm thuốc chứ bệnh gì đây, mình nói chung là mình cái này mình không biết nha. Ui ui, nó cái cành nó nhỏ nhỏ tí tí thôi. Đó, mọc lên này. Cả nhà thấy trái khủng khiếp không? Ui trời, cầm này, bé tẹo thôi. Đó, cái này trước kia người ta có đốt cháy nha, nứt lên lại nha. Ừ. Không mấy cọng là trái chứ. Mình kiếm đẹp này, cũng có cái gốc ra sao. Bé quá này. Mãi mơ nhìn coi thử cái coi không. Chỉ thấy được cái bụi này, xịt ra gà. Có hoa là mình cứ xô vô, mình không nghĩ gì. Ồ, cây này nhỏ, tiếc thiệt. Cây này, đó, cây này hoa vừa luôn. Ồ, đẹp quá. Wow. Đây. Chào. Em sẽ móc này. Đấy, chuông đẹp không? Quá đẹp luôn cả nhà. Hoa tím ngắt. Wow. Cái này nó phun một xíu ấy. Và cái này mình để lại nha, để cho người ta hoa thảo quả mình hái mình lấy dòng. Nó ở khu này mình cứ đi có lát đát vậy đó. Cây nào lấy được là mình lấy, còn cây nào không lấy được là mình để im lại. Cái bờ rào này thời gian người mình cũng lấy thôi, không đỡ người ta đốt uổng. Đây này, có mắt người ta bỏ vào này, đẹp cười luôn. Chùa. Hiện ra cái coi này, khu này sao toàn cây nhỏ nhỏ không à, mà trái giả mau, có cây lớn chắc mình nghĩ người ta đã hết rồi, có cây này thấy trái đẹp quá mình quay lại, mà nãy giờ đi chưa có cây nào, chưa, họ ra đây, giờ thì mình hãy chọn lựa thôi, chứ cái gốc nó nằm ở trong này, đó là thân rồi cả nhà. Cái này không có đẹp nha, không có đẹp, thẳng tốt rồi, nhỏ mà. Ô, cái này chín rồi, chín rồi này cả nhà. Ô, hôm nay mình không cầm đồ mình hay, cái này, coi nha, chín rồi. Đó, chút nữa mình hái họ đem về cái hộp này ăn được nha, ăn được rồi cả nhà, chín đen, ăn cái là nó tím cái lưỡi mình luôn á. Hôm nay mình không cầm được cái hạt cả nhà. Chim nó ăn cũng khá nhiều, nó quay lại là chim nó ăn rất còn cùi không. Rồi, như có nhiều cây nó nhỏ nhỏ mà là trái, nó nằm bờ rào, hoa này. Đó, nhỏ nhỏ thôi. Nói chung cũng còn dụng dụng nhỏ nhỏ như thế này cũng còn khá là nhiều cái này. Đợi lại hai trái thôi. Phát hiện một cái bông tím này. Tím ngắt đẹp không? Đây. Hoa đẹp luôn đây nha. Đây. Mấy hoa thôi mình cũng có cái gai luôn. Coi này nhỏ. Hoa này. Coi này nhỏ xíu thôi. Ngọn ô trong kia này.
mình cũng không chưa lấy nó làm gì đâu. Cá cứ bờ tràn đi, chỗ nào cũng cắm mổ nha. Này nó đã cho trái rồi cả nhà. Không trái xài dễ mang hả chứ, nắng mà trái xài thiệt rồi. Đẹp quá, trái đang bự hơn rồi. Chuột trái úp nút nút luôn. Mới cái này, này chưa kịp gì nó đã chín mất giò, nắng cả nhà. Nắng quá, chờ mưa xuống trái nó chắc rồi. Ồ, cục cục rồi. Chín rồi. Chín rồi cả nhà. Ủa cái này chín hết rồi, kịp ăn hả? Ui cái đậu đẹp quá. Cái coi này cả nhà. Ủa đó, thấy quay tùm lum này chứ, cái coi như tiền chân cá không? Ủa xíu à. Cái này là mới hoa, mới vừa đậu này. Cái quả có hoa nữa này cả nhà. Chúng ta là cái dòng này mình chơi hoa rất là lâu, không quan trọng hàng này, chỉ cần chúng ta chơi chậm là sống cái là có hoa có quả chơi thôi, không có cần gì đâu. Mấy hàng này siêu siêu quả siêu hoa lắm, đi từ cái đất đàn dưới lên đi qua trên này, đó mà đi dựa cho mấy cái biên này thì nó còn sót được mấy cây bé bé không à. Khu này lên tới trên này các cây số rồi à, bị người ta đốt cháy luôn. Ủa, còn sót lại lát đá một vài cây đi mình không nhiều nữa. Tại có bé bé không à. Cái này kho đẹp này cả nhà. Bùa này nó cháy khô á, mới nhắc lên lại. Ủa gì, anh nghĩ cháy hơi bị khá nhiều rồi. Ta làm ghê này đã đốt cháy, cháy rụi hết luôn. Ghê nhờ, cháy hết luôn cả nhà. Để mình coi cái coi này kỹ kỹ này. Coi này kho đẹp này. Khá đẹp luôn. Đang nhớ hoa luôn. Thôi mày sao, chạy hết này. Đào gặp bỏ tốt luôn đồ của đấy đẹp thôi để phía trên trời rồi nha. Cảm ơn này khu cháy này ngủ quá. Ủa, mưa quay mà không thấy cái này nằm này là một mình có loài gì giữa đầm không đẹp cái này được trái chưa quá đã luôn. Cục cục à, sao nghe bác sức da gai không cực cửa gai gai dứt liền quá. Wow. Ở đâu cái này nói chung sao thân không đẹp nhưng mà mình thấy cái trái với cái hoa đều lên nhìn nó duyên quá cả nhà. Để bữa cái này mình tỉa lại cái nó đẹp luôn á. Thôi đi một tí nữa mình tính sau. Nằm thôi luôn một mình. Đây. Gà đậm đậu quá. Ủa cái này đẹp. Hoa này cả nhà. Màu hoa nào nó cũng có cái đẹp riêng của nó nha. Cái này là ngồi hết. Bởi trong cái bọng cái lòng bàn tay mình một cục to cho bá luôn. Rất đẹp nha. Đây. Cái này mình sẽ nói này. Trước khi đó mình dọn hết mấy gà hầm 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 nữa vô đầm nữa. Ấn nhất cái thằng này. Thôi đỡ mình dò hàng quầy ở nhà xem nó đỡ gai đầm đầm dữ quá. Có gì xưa cầm đầm mấy cái rồi đó. Coi cầm kìa đổi tàn cái đời luôn. Đời mà mưa xuống là tốt, nó đẹp như hoa nữa, đẹp lắm. Cứ cục cục mình cái mấy cục cục này đã cục đây đã này thật bức ở nhà xem này dễ luôn. Đây đã không đây là một cục hoa của nó chưa nở nở thì to hơn nhỉ. Cứ một nít lá của nó ra một cục hoa như thế đó. Đây cục này ra cục này hai nít lá này hai cục hoa này. Đây có cái chỗ thì nó chưa ra cho nên cái chỗ là chưa ra nó ra liên tục cả nhà. Cái này là trước thì cho trái trước ra sau mình cho trái sau đó này không trái này hoa này nó đang tàn này nó đang ra này, từ lưa này nó có mốt thằng già nó đang ra hoa đấy. Ủa đẹp rồi, không mất thời gian cả nhà nữa mình sẽ khui cái này coi cả nhà nhìn không được kiêng quá chưa dám ra đào này
rồi, bỏ đỏ đắp luôn rồi. Xem à, gà này, bữa nay người ta đốt mà sao nó còn coi lại cho mình nữa. Người ta đốt than không đây, còn coi cho mình đây quá. Đây nha, thả lên rồi này, thấy giờ thả lên thấy cũng đẹp á. Rửa đây cũng được, rửa nhiều này, một rửa này, hai rửa, ba, bốn, năm, sáu rửa này. Đó, 2, 3, 1, 6 rửa một bên này nè. 7 rửa, 8 rửa này nè. 9 nè. Đó, hiện tại là mình thói 9 rồi, 9 rửa rồi. Bầu thì mình xá mỏng thôi, không cần nhiều. Tại vì mình trồng mình toàn là mình xá bầu ra thôi nha. Xá bầu ra mình trồng thì không có đỡ bầu, đánh bầu chơi vui thôi luôn. Xá bầu ra mà trồng nè. Đỡ bầu thì đỡ đất này. Coi đầu tiên này nha. Đây, mình cần 20 mưa. Một em đầu tiên. Đó, đánh đi. Có hơn cả tầm chục cây rửa được rồi nha. Nó 3-4 cái, chứ còn cả 6 cái cho nên mình thấy được rồi. Cũng đã tùy này. Hoa, cái này hoa đẹp đây nha. Đi thấy giờ mình nhập được không coi. Hoa. Kiếm rồi. Này là hoa trái rồi. Oh. Dứa bờ rào luôn, to luôn. Đó được cái này phải dọn nhưng không bị lâu à. Bờ gai nói chung luôn phải dọn hết cái bờ gai này ra sau một thời gian mình dọn ra cả nhà. Đó bự này kiến quá, ui kiến luôn. Kiến không đào được luôn, tự nó chạy bớt á, cắn gừa. Đó cái bụi này muốn lấy được nó phải dọn thiệt lâu luôn á, không dọn trống hết cái này ra luôn rồi, rộng hết ra luôn, không gai nó đùa hết vào bên đây nha. Anh em rồi đánh luôn cái bầu rồi, đó cái này còn được, không được quá trời luôn này nha. Hãy đi được hai coi cả nha. Tấu luôn này. Đây nhiều rỡ luôn. Chụp hạt ra đẹp này. Nó chín rồi luôn. Bọn này mưa nha. Rồi, chứ giờ hôm nay mình xin kết thúc luôn. Ê, ê, nhà. Rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo.